Ngô Đình Cần, Bạo Chúa Miền Trung. Chào mừng các bạn đã trở lại với Chân Dung Lịch Sử. Hẳn là các bạn không quên dòng họ Ngô của gia đình Tổng thống Ngô Đình Diệm là một dòng họ vô cùng danh giá. Mỗi một người trong gia đình này đều có những tính cách khác nhau và trong đó có một nhân vật rất đặc biệt. Người pha trộn hổ lốn nhiều tính cách, nhiều đặc trưng và cuộc đời đi đến một cái kết không hay. Đó chính là Ngô Đình Cần, em trai của Ngô Đình Diệm, Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa. Ngô Đình Cần được nhận xét là người tàn độc nhất trong số các anh em nhà họ Ngô và được người đời mệnh danh là Bạo Chúa Miền Trung. Vậy vì sao ông lại được mệnh danh là Bạo Chúa Miền Trung? Và cuộc đời của nhân vật đặc biệt này như thế nào? Mời các bạn lắng nghe video ngày hôm nay. Ngô Đình Cần, Bạo Chúa Miền Trung. Một, đôi nét tiểu sử. Ngô Đình Cần có biệt hiệu Hắc Long và có tên thánh là Jean Baptiste. Ông sinh ra vào năm 1910 hoặc 1911 tại họ Đạo Phủ Cam, mất ngày 9 tháng 5 năm 1964. Ông là người con trai thứ 5 trong gia đình họ Ngô. Mẹ ông là bà Phạm Thị Thân, cha ông là Ngô Đình Khả, là một quan đại thần trong triều đình vua Thành Thái dưới thời Pháp thuộc. Thông tin ghi chép về cuộc sống đầu đời của Ngô Đình Cần là không nhiều chi tiết. Khi còn trẻ, ông là một người ủng hộ tư tưởng của nhà cách mạng Phan Bội Châu. Ông đã tiến hành nghiên cứu các tác phẩm và bình luận của nhà yêu nước Phan Bội Châu, người được xem là nhà cách mạng hàng đầu Việt Nam lúc bấy giờ. Do có cha từng là quan đại thần triều Nguyễn, nên tuổi thơ của Ngô Đình Cần cũng như những người anh em ruột của mình đều được trải qua trong sự giàu sang, nhung lụa. Điều khác lạ nữa của ông đó là ông là người ít học nhất trong gia đình. Ngô Đình Cần chưa bao giờ rời khỏi Việt Nam và là người duy nhất trong các anh em họ Ngô không theo học tại một cơ sở giáo dục do người châu Âu điều hành. Thực chất, ông từng được cho học ở trường dòng Pellerin, Huế. Thế nhưng vì bản tính nghịch ngợm, ham chơi hơn học, nên đến năm lớp 3, Ngô Đình Cần bị cái nhọt to bằng nắm tay bọc ngay trên đỉnh đầu, gây chảy mủ, rất hôi hám, nên phải nghỉ học. Sau một thời gian chạy chữa, thuốc thang, rồi cũng khỏi. Tuy nhiên, Ngô Đình Cần đã bỏ học luôn để ở nhà rong chơi cùng với chúng bạn ngoài đời. Trong khi các anh em của ông đều ra làm quan hoặc du học ở nước ngoài, thì ông vẫn dành phần lớn thời gian ở nhà chăm sóc mẹ già. Chính vì thế, dù không phải là con trưởng, nhưng ông vẫn được hưởng tập ấm, thừa hưởng hương hỏa của cha mẹ. Đến cuối những năm 1940 và đầu những năm 1950, khi đó có nhiều phe nhóm trong nước cũng như các thế lực quốc tế đang cố gắng giành quyền kiểm soát ở Việt Nam, Ngô Đình Cần đã tìm cách để thu hút sự ủng hộ của quần chúng dành cho anh trai mình, tức là ông Diệm. Sau khi hoàn tất loại bỏ các phe dân tộc chủ nghĩa đối lập ở miền Trung, ông Diệm trở thành tổng thống của nửa phía Nam nước Việt Nam, bị chia cắt vào năm 1955. Ngô Đình Cần nhanh chóng trở thành lãnh chúa khu vực này. Ngô Đình Cần còn được gọi với cái tên ở nhà là Ụt. Do ông có thú chơi của một anh điền chủ nên thích nhai trầu bòm bẻm mỗi khi chơi cờ hay đi thăm thú ruộng vườn. Vì vậy mà lúc bấy giờ người ta còn gọi Cần bằng cái biệt danh khác là cậu Út Trầu. Sau này khi ông cai trị miền Trung bằng bàn tay sắt thì người ta gọi là Bạo Chúa Miền Trung hay Lãnh Chúa Miền Trung. Không chỉ nổi tiếng về cách cai trị mà ông còn được biết đến là có tham gia thực hiện các phi vụ buôn lậu và tham nhũng lớn. Lực lượng dân vệ của ông được các quan chức Mỹ ở miền Trung khi đó đánh giá là công cụ chống cộng hiệu quả. Sau một loạt sự kiện liên quan đến biến cố Phật giáo năm 1963, ông được bàn giao cho quân đội và bị kết án tử hình và xử bắn vào tháng 5 năm 1964. 2. Tội ác tày trời của Bạo Chúa Miền Trung Ngô Đình Cần. Với bản tính thâm độc, tàn bạo và vô luân, với chức danh cố vấn chỉ đạo các đoàn thể cách mạng trong nước và hải ngoại, được ông anh Tổng thống bổ nhiệm, Ngô Đình Cần đã gieo rắc vô vàn nỗi tang thương cho những người yêu nước và nhân dân vô tội ở miền Trung và cao nguyên Trung Phần. Kìa xem chú cọp vẻ vang thay, sảnh rộng thềm cao ngự bấy nay, một kiếp tàn hung hùm xám đó, muôn dân ghê rợn ác ôn này, châu hầu bao kẻ khôn gần mặt, thăm viếng nào ai dám bắt tay, mưa gió lầm than đâu đấy mặc, phòng riêng mộng ấm tháng năm chày. Đây chính là những câu truyền miệng trong bài Vịnh Chuồng Cọp mà nhiều người đương thời dùng để nói về những hành động bạo tàn của Ngô Đình Cần.
Trong thời kỳ đệ nhất Cộng Hòa thì các chức quan trọng đều nằm trong tay họ Ngô, cho nên chế độ của ông Diệm bị cho là chế độ gia đình trị. Dù Ngô Đình Cần không có vị trí chính thức trong chính phủ, nhưng nắm rất nhiều quyền lực tại Trung Phần và được mệnh danh là lãnh chúa miền Trung. Ông nắm quyền gần như vô hạn trong khu vực này. Thậm chí bộ máy cai trị của ông ở Huế còn được coi là một triều đình thứ hai sau Sài Gòn. Tất cả các điều ở khu vực Trung Phần đều nằm ngoài tầm kiểm soát của Sài Gòn và cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu. Ông thường can thiệp vào các chiến dịch đàn áp Việt Cộng, đậm chất phong kiến của quân đội. Đồng thời sở hữu trong tay quân đội, cảnh sát, vũ khí, nhà giam, mật vụ riêng. Bên cạnh ông cố vấn còn có cả bộ máy chính trị của Đảng Cần Lao miền Trung do Cần làm thủ lĩnh. Trong hệ thống mật vụ của mình, ông ta đã sử dụng rất nhiều tên lưu manh, gian ác với nhiệm vụ theo dõi tất cả mọi người, mọi giới, mọi ngành, kể cả đó là tướng tá đương chức của quân đội hay cảnh sát quốc gia. Những tên mật vụ này thường xuyên cậy thế Ngô Đình Cẩn để khủng bố, ám sát, bắt bớ, cưỡng đoạt tài sản của dân chúng. Đối với người dân sinh sống trong vùng từ bờ nam sông Bến Hải, vĩ tuyến 17 vào cho đến rừng Lá ở Bình Thuận đều phải chịu sự cai trị của Ngô Đình Cẩn. Ngô Đình Cẩn đều có quyền lựa chọn, cất nhắc hoặc là bãi miễn các hạng công chức từ tỉnh trưởng, quận trưởng cho đến trưởng nha, trưởng ty, trưởng phòng. Ông không cần xem xét đến tài năng, quá trình cống hiến, đảng phái chính trị hay tôn giáo đang tham gia mà chỉ dựa vào mức độ tình cảm của cải đút lót, những người bà con cùng họ đạo ở giáo xứ Phủ Cam, gia đình và những ai khôn khéo luồn lách để lấy được thiện cảm và tình thương của ông cậu. Vào năm 1954, người dân cố đô quan tâm đến ngôi nhà của dòng họ Ngô ở Phú Cam. Lúc bấy giờ, ngôi nhà, vườn tược đó không lấy gì là đẹp đẽ và rộng rãi cho lắm. Thế nhưng chỉ sau 2 năm, thửa vườn ấy được nới rộng rất nhiều. Dân chúng bảo nhỏ với nhau rằng Ngô Đình Cẩn đã dùng áp lực mua lại những đám đất kế bên với giá rẻ mạt. Năm 1957, ông Cẩn đã nhúng tay vào vụ nhà thầu khoán Nguyễn Đắc Phương. Do đó là việc tranh giành trùng tu Điện Thái Hòa, Nguyễn Đắc Phương trúng thầu. Cẩn đã cho thủ tiêu Đắc Phương để cuộc đấu thầu này lọt vào tay bà Cả Lễ. Chuyện thực hư thế nào không ai rõ, nhưng việc ông Nguyễn Đắc Phương chết do bị thủ tiêu thì rất rõ ràng. Dư luận kể lại rằng, Cẩn cùng đồng bọn mật vụ đã gán cho Nguyễn Đắc Phương tội chứa thuốc phiện, gián điệp với Pháp. Sau đó đã tiến hành tra tấn ông Nguyễn Đắc Phương cho đến chết, rồi xô xuống lầu để phi tang. Trần Văn Phương đã báo cho gia đình Đắc Phương là ông chết lúc 8 giờ sáng, ngày 16 tháng 5 năm 1957. Đồng thời ép bà Đinh Thị Hồng, vợ của Nguyễn Đắc Phương ký vào giám cam đoan, không được thưa kiện và giữ kín về cái chết này. Nếu không, gia đình bà sẽ bị thủ tiêu tất cả. Vụ án này đã được chôn vùi theo thời gian. Thực ra, việc xảy ra như trên là do bọn bộ hạ của Cẩn quá tay, nên ông Cẩn đã rơi vào thế khó khăn. Ông đã nghe theo lời khuyên của đội mật vụ là gán cho ông Nguyễn Đắc Phương tự tử để tránh tội và qua mặt Tổng thống Diệm cùng với ông Ngô Đình Nhu. Ông Cẩn lúc đó đâm lao thì phải theo lao, vì dù gì thì chuyện cũng đã rồi. Ông hoang mang bối rối và nghe theo kế hoạch của bọn dưới là một chuyện thường tình về mặt tâm lý. Ngoài vụ việc liên quan đến Nguyễn Đắc Phương, Ngô Đình Cẩn còn lắm vụ khác. Tự chung là bọn mật vụ cấp trên hoành hành kiếm tiền tư lợi. Các thương gia quế ở Quảng Ngãi điêu đứng sự nghiệp do ông gây phiền toái. Thực ra ông Cẩn là người ít học, lại không có óc kinh tài, thương gia. Chỉ là một ông già, chỉ biết vui thú điển viên. Ông nhúng tay vào kinh tế chẳng qua là do bọn bề dưới muốn lập công và vơ vét tiền làm gia tài riêng. Chính Ngô Đình Cẩn cũng bị chúng ăn trên đầu mà không hề hay biết, thậm chí còn tin tưởng tuyệt đối. Ông luôn hống hách cho mình là người trải đời, cha của thiên hạ. Những lần bắt bớ các thương gia miền Trung, người ta coi đó như một chiến dịch của Phan Quang Đông mách nước với cậu Cẩn. Trong số thương gia thua lỗ nhất, khi đó có ông Đức Sinh và ông quản lý khách sạn Morin tên là Nguyễn Văn Yến. Khi đó, khách sạn Morin của ông Yến nổi tiếng là sang trọng, lại tọa lạc gần cầu Trường Tiền. Cậu Cẩn rất thích thú và muốn mua lại với giá từ 2 đến 3 triệu. Trong khi ông Yến đòi rẻ nhất là 10 triệu. Sau ông Yến viện cớ, chủ Tây là ông Morin ở bên Pháp không chịu bán, mà cho ông Yến thuê mỗi tháng 50.000 đồng. Ông thẳng thắn nói với cậu Cẩn là hợp đồng ký giữa ông Yến và ông Morin còn dài,
nên việc bán cho cậu Cẩn không được. Bọn mật vụ của Ngô Đình Cẩn đã làm khó dễ ông Yến bằng cách cầm tù, vu khống thần Tây. Chính Phan Quang Đông đã bắt ông Yến phải nộp tiền chuộc mạng rất lớn. Cũng từ sự kiện này, các thương gia không dám làm ăn ở miền Trung nữa mà kéo nhau vào cả Sài Gòn. Có những người thì lánh mặt, có người thì buôn bán trở lại. Trong số mật vụ của ông Cẩn, có một người khá đặc biệt. Ông ta không mấy khi ra vào lầu đình tử quán, không ăn chơi hống hách để lộ chân tướng. Đó chính là Phan Quang Đông. Ông Cẩn bị cáo buộc là đã tích lũy được khối tài sản lớn thông qua các hành vi tham nhũng, chẳng hạn như ăn hối lộ từ các doanh nhân, cho phép những người này nhận hợp đồng viện trợ nước ngoài từ chính phủ Hoa Kỳ của Dwight D. Eisenhower và John F. Kennedy. Giới doanh nhân phải trả một khoản phí cho phong trào cách mạng quốc gia của Đảng Cần Lao, theo yêu cầu của ông. Nếu đồng ý với thỏa thuận trên thì các thương nhân sẽ được phê chuẩn giấy phép nhập khẩu và đơn xin nhận viện trợ nước ngoài. Ông giành độc quyền buôn bán quế tại miền Nam. Thậm chí ông Cẩn bị nhiều người cho rằng đã tiến hành bán gạo ra miền Bắc thông qua thị trường chợ đen. Thậm chí còn tổ chức buôn lậu thuốc phiện khắp châu Á qua con đường Lào. Trong số những lực lượng dưới trướng của Ngô Đình Cẩn, cơ quan tình báo phản gián đoàn công tác đặc biệt miền Trung là nổi tiếng nhất. Bộ phận này chuyên thu thập thông tin phục vụ cho công việc truy lùng, tiêu diệt Việt Cộng và bắt giam, thủ tiêu các đối thủ chính trị chống cộng khác. Chính vì điều này, ông được các quan chức Hoa Kỳ tại Huế khen ngợi về thành tích bình định các cuộc nổi dậy của Việt Cộng. 2. Thú vui của bạo chúa miền Trung Ngô Đình Cẩn. Khi nói về những thú vui tiêu khiển của ông Cẩn, nhiều giáo dân cao niên sống ở Phủ Cam kể rằng trong các thú vui thì Cẩn mê nhất là câu cá. Ông có khả năng câu cá đạt đến độ thượng thừa. Sau này dù làm tới chức cố vấn, giữ ngôi lãnh chúa miền Trung thì ông vẫn rất mê đi câu cá. Ông thường xách cần ra câu ở bến Phủ Cam. Đôi khi thay đổi thì xuống câu ở bến An Cựu hoặc ra sông Hương. Có khi về câu ở Tân Mỹ, vùng cửa biển Thuận An, hoặc ngược lên câu ở khe Châu Ê gần Lăng Khải Định. Khi ông ngồi câu cá thì sẽ có hai gia nô ngồi hai bên để móc mồi và gỡ cá. Mỗi lần câu thành công, ngay lập tức gia nô phải gỡ cá, móc mồi cho thật nhanh. Nếu làm chậm chạp thì sẽ bị ông Cẩn mắng chửi ngay, hoặc có khi còn bị đánh đập một cách oan uổng. Nghe nói, đẳng cấp thượng thừa của ông khiến ông nhìn nước là đoán biết đường đi của cá, và đó là loại cá gì để thả câu. Ngoài thú vui câu cá, Ngô Đình Cẩn còn thích chơi đá gà. Ông cũng là một tay chơi đá gà thuộc vào hàng cự phách. Ông biết rõ bất cứ loài nào đá hay, giống gà nào lì đòn, có thể thư hùng được nhiều hiệp đấu. Tướng còn gà nào khi đá thì sẽ tung ra đòn hiểm ở hiệp quyết định. Ông đã chơi là sẽ rất say mê. Ông dành thời gian lớn trong ngày để chăm sóc gà, cẩn trọng tự tay nấu nước chè lá để hơ háp cho gà, tắm nắng đúng giờ và chùm màn cho gà trước khi trời tối. Không chỉ thích gà, ông còn thích chơi chim, nên trong vườn nhà ông lúc nào cũng có tiếng chim hót véo von. Một số người cũng kể lại, ngoài những thú vui như câu cá, đá gà, nuôi chim kiểng, ông còn có thú vui cưỡi bò chạy lông nhông ngoài phố, thích chơi hoa kiểng và bonsai, đặc biệt là việc thiết kế, xây dựng những hòn non bộ ở trong vườn nhà. Ông cũng say mê nghiên cứu hoa nên có thể dành thời gian lớn, nhẫn nại mỗi khi trời xem hoa quỳnh nở hay đứng nhìn lá vàng rơi rụng mỗi độ heo may về. Ông biết chọn loại hoa nào phù hợp với vận mệnh của mình, biết uốn ép dáng thế cho cây theo chữ tượng hình ra làm sao. Nhìn chung, ông là người đam mê rất nhiều trò tiêu khiển, biết bỏ công sắp đặt trong vườn sao cho phù hợp với không gian phong thủy chung quanh nhà. 3. Câu chuyện về giới tính. Có nhiều câu chuyện về vấn đề chăn chiếu giới tính của ông. Cẩn cũng là một gã quái nhân. Ông rất ghét kiểu con gái nhan sắc, óng a óng ẹo, nhưng lại rất ngây ngô, chưa biết mùi đời, chưa thông thạo chuyện trai gái gối chăn. Thật lạ thay, ông lại đặc biệt thích những người đàn bà đã cũ, mồng nở, biết chuyện sinh hoạt tình dục. Mỗi lần gặp được người như thế là ông ta lại kéo ra vườn để cùng nhau quằn quại trên những đống rơm. Đặc biệt, ông không thích trói buộc cuộc đời mình với bất cứ người phụ nữ nào. 4. Chân tướng của kẻ tàn độc.
trong những ngày mà Ngô Đình Diệm nắm quyền. Ngô Đình Cẩn tỏ rõ nét sự khinh người của một gã trọc phú mang dáng dấp của một phú nông hách dịch ở một số làng quê thời phong kiến. Theo miêu tả, ông mặc áo bà ba lụa trắng, chân đi guốc mộc, miệng bỏm bẻm nhai trầu, luôn mồm ra lệnh để sai khiến người hầu kẻ hạ. Kẻ hầu, gia nô nào mà chậm chạp, không đáp ứng kịp yêu cầu của Cẩn là chắc chắn bị nhiếc mắng thậm tệ hoặc là đánh đập đến khi nào thấy máu chảy thì mới chịu buông tay. Có người cho rằng Cẩn có tính cách này là do trước đây khi ở Huế không mấy ai thiện cảm với gia đình ông. Lúc còn lép vế, suốt ngày thui thủi bên mẹ già, Cẩn hay bị người đời khinh miệt nên găm lòng căm giận, thề sẽ trả thù. Thậm chí Cẩn từng tuyên bố mai sau nếu có quyền sẽ thịt ngay bất cứ ai dám coi thường Cẩn. Khi ấy, các dòng họ làm quan không thích dòng họ Ngô Đình vì dòng họ Ngô Đình vừa theo đạo Thiên Chúa, vừa không xuất thân từ hàng khoa giáp, không có trình độ học vấn cao mà chỉ dựa vào thế lực của các cố đạo và các quan cai trị pháp để được thăng quan tiến chức một cách mau lẹ. Vậy mà chỉ sau một đêm, ông Cẩn từ một cậu ấm con của ông quan đại thần bị bãi chức, ngày ngày chỉ biết câu cá, đá gà, gái trai, cờ bạc, cây cảnh, chim muông, đã trở thành cậu Cẩn, một nhân vật quan trọng bậc nhất trong dòng họ Ngô Đình có mặt ở miền Trung, và đặc biệt là khiến những người đang sinh sống ở đây nể sợ. Có người kể lại rằng, mặc dù trong nhà ông Cẩn tiền bạc châu báu chất chồng, nhưng ông vẫn lưu cữu cái tính keo kiệt, bùn xỉn như thổ Hàn Vi. Khi đó, ông Cẩn có một văn phòng quân chính do Đại úy Minh, một người công giáo di cư, làm chánh văn phòng để lo việc giấy tờ, thư tín và liên lạc với những người ở bên ngoài. Đây là giai đoạn mà Ngô Đình Cẩn chỉ việc ngồi ở nhà ăn trầu, uống rượu, nhận quà đút lót và tiếp chuyện bọn xù nịnh. Bọn đến nhỏ to hiến kế cơ hội để hoạt động, bọn chạy chức chạy quyền, mua quan bán tước. Những cuộc tiếp xúc này, gieo kèo ấy cũng giúp Cẩn kiếm được rất nhiều tiền. 5. Người có công chăm nuôi mẹ già. Ông Cẩn có công chăm nuôi mẹ già, hương khói cho cha và giữ nhà thờ hương hỏa, nên từ giám mục Ngô Đình Thục, Tổng thống Diệm, cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu và vợ là Trần Lễ Xuân cũng đều phải nể mặt. Chính vì điều này nên Diệm và Nhu phải bỏ qua những chuyện em trai mình làm, mặc cho đứa em này ngỗ ngược, làm mưa làm gió, thao túng đọa đày dân chúng ở miền Trung. Có một lần mẹ ông, bà thân ốm, ông gọi anh trai mình là Tổng thống Ngô Đình Diệm. Mẹ dặn rằng, con bây trừ quyền cao tột bực, con cần phải lo cho các em, mà nhất là cái thằng Cẩn ấy. Nó ít học nhưng có hiếu với mợ lắm. Mợ chỉ mong con đừng làm chi cho em phải buồn phiền. Các bạn thấy sao về nhân vật này? Hãy để lại ý kiến của các bạn bên dưới video để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Các bạn vừa theo dõi Ngô Đình Cẩn, Bạo Chúa Miền Trung. Hãy ấn like và subscribe Chân Dung Lịch Sử để tiếp tục theo dõi nhé. Và đừng quên để lại câu trả lời cho câu hỏi của chúng tôi. Bạn nghĩ sao về nhân vật Ngô Đình Cẩn? Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.